ai nỡ vô tình đành lìa xa bên bờ. Em về đi, em về đi, đừng lừa dối nhau làm chi. Em về đi, em về đi, đừng làm xót xa người đi. Chuyện tình ngày xưa giờ đã vội phai rồi. Quá đáng, cái bệnh viện người ta phải có trật tự nha em nha. Bây giờ tới số chưa? Tôi làm cái gì mà tôi la anh, tôi có la vô mặt anh chưa? Chừng nào tôi chửi vô mặt anh đi, đúng không? Mệt ghê hả? Bệnh gì? Trời ơi, ho vô người người ta quá bên kia. Cái gì vậy? Ôi, trời ơi, tự nhiên vô đây ông này ho cái muốn đi toilet liền luôn kìa. Người ta làm bao nhiêu con người bị dành bị cái gì nói ra ngay. Dạ, tôi mắc. Đi mắc đi toilet đi ông nội ơi, nói nghe làm cái gì? Dạ, bị mắc. Phải dùng cái não mình để nói chuyện anh nè. Bị con mắt nó khác với bị mắt nha. Cái gần đây nhất nè, đó là kêu tôi bị loạn thể. Giờ biết khám lần này bị gì đây nữa. Tôi chắc chắn là em bị siêu thị. Cái việc mắc mờ này rất là dễ nha. Dạ. Rồi, bây giờ anh đi chụp hình phổi giùm tôi. Tất cả bệnh nhân khám xong trong cái bệnh viện này ra đều nói đúng có một câu thôi. Dạ, câu gì? Có mù có vô bệnh viện này khám á.